Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải con Rubik là Dayan Gen 10 à, là con Gen 10 của Dayan. Thì chúng ta khảo sát nó một chút. Cái viên Dayan Gen 10 này nó chỉ có hai loại viên thôi. Một là cái viên ở đây, nó có hai màu, hai cái mặt bằng nhau, mình gọi là viên cạnh. Và xung quanh cái viên cạnh này nó có bốn viên, mình gọi là viên cánh. Viên cánh của nó cũng có hai màu, nhưng mà một cái to và một cái nhỏ. Ha, những cái viên cánh này nó có mặt ở hai cái loại mặt, đây là mặt lớn nè, đây là mặt nhỏ, cho nên là nó nhỏ. Còn cái viên này nó có ở hai cái mặt lớn luôn, cho nên hai cái mặt này nó bằng nhau, xoay theo đường này. Thì nó có hai đường xoay, một là chúng ta xoay cái đường này, hai là chúng ta xoay cái đường này. Và ngoài ra nó còn có cái đường xoay là châm liên nữa. Ở đây giả sử mình châm lên hai cái, mình để nửa hàng về, mình xoay qua đây, châm lên hai bên, đó, nó châm lên. Nhưng mà trong cái phương pháp giải hôm nay, mình sẽ không dùng cái châm lên này nhiều. Còn nếu như mà châm lên một bên, thì nó tạo ra cái dạng lởm chởm. Nó tạo ra cái dạng lởm chởm. Rồi, bây giờ mình giới thiệu bạn cái cách đi của nó. Thì nếu bạn châm lên một bên thì ra lởm chởm, còn nếu bạn châm lên hai bên mà chúng ta kết hợp cái việc châm lên hai lần, double châm lên đó, thì nó sẽ làm cho cái cạnh này xoay một cái. Này, mình châm lên một lần, châm lên lần nữa, dùng hai cái cạnh hai bên này. Để nó xoay cái cạnh giữa, nó lật cái cạnh giữa này một cái. Đó. Thì đó là cái châm lên, nhưng mà chúng ta sẽ không có xài nhiều. Bây giờ mình nói về cái đường xoay ở đây. Cái đường xoay này thì mình dùng cái đường xoay này, mình có thể trao đổi, thay đổi, mình tác động tới các cái viên cạnh. Ví dụ mình dùng tới tới lui lui để trao đổi các viên cạnh nè. Đây có hai cái mặt nhỏ nè. Hai cái mặt nhỏ kế nhau, nó giao nhau giữa cái điểm này. Giữa cái cạnh này thì mình có thể trao đổi. Xuống xuống lên lên, đó là tới tới lui lui các bạn. Viên này sẽ xuống đây, viên này lên đây, viên này qua đây. Xuống tới tới lui lui đó, có thấy ba viên nó trao đổi không? Trao đổi ngược lại nè, tới tới lui lui. Hoặc là bạn trao đổi từ đây, qua này luôn cũng được. Tới tới lui lui. Đó. Viên ở bên này nó chạy qua đây, viên này chạy qua đây, viên này chạy qua đây, viên này chạy qua đây, và viên này nó là chạy tuốt qua bên này. Mình đẩy viên này vô lại, viên này qua đây, viên này sẽ chạy về kia. Đấy, đấy, lùi, lùi. Đó là cái đường đi của cái xoay cái mặt để trao đổi cái viên cạnh. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi cái viên cánh này. Này. Viên cánh mình có thể trao đổi cái viên cánh kế bên này. Dù viên này nó sẽ lên đây, viên này nó sẽ qua đây, viên này nó về đây. Tới tới lùi
Lùi. À, bạn thấy nó trao đổi 3 viên này. Lại. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Đó. Hoặc là bạn trao đổi không có mặt ở đây thì bạn trao đổi ở đây. Tôi coi có đường nào nữa. Từ đây qua đây. Đây là xuống đây. Thì nó sử dụng cái điểm này là điểm chung. Nó tùy ta tới. Tới. Rồi. Rồi. Đó. Nhưng mình hay để dựng cái viên này chính giữa để mình dễ nhìn. Thì đó là cái cách đi của cái viên này. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Không còn cần công thức nào hết. Vậy mình làm lại là tới. Đấy. Rồi. Rồi. Nhưng mà mình sẽ nói với bạn một cái công thức. Các bạn không dùng cũng được, nhưng mà dùng thì nó tiện lợi hơn. Đó là cái công thức trong 3x3 đó các bạn, để mình di chuyển ba cái cạch này cho nhau. Khi ba cái cạch này nó cùng nằm trên một cái miếng ta kim tự tháp này thì chúng ta có thể di chuyển ba viên nó, thì cái viên ở chỗ này là trước mặt chúng ta nó sẽ không đổi. Đây là R, cái này là U. Còn này là R, à, R phải đó. R U R U R U U ri đó. Nó trao đổi ba viên ở đây. Nếu không bạn dùng xuống xuống lên lên tới tới lui lui, lúc đó bạn phải mượn cái mặt khác, à, phải tính toán một xíu. Còn mình có công thức này cho nó tiện lợi hơn thôi. Bây giờ làm cái nữa, hồi nãy là cái này nhảy qua đây, cái này chạy qua đây, cái này chạy qua đây, làm cái nửa tím qua đây, cái vàng đỏ nó qua bên này và cái đỏ xanh nó qua bên này. R u ri u r u u ri đó. Làm cái nữa nó trở về như cũ. R u ri u r u u ri đó. Đó là tất cả những cái đường đi và những cái khảo sát viên mà mình muốn nói các bạn. Bây giờ mình thêm một cái khảo sát nữa là thế này. Giả sử đây là mặt trắng thì mặt trắng nó dính tới mặt có cái mặt cam, thì cái mặt cam nhỏ này nè nó nằm đối diện với cam này chứ nó không thể nằm gần. Bình thường là một cái mặt nhỏ này cùng màu nó không có nằm gần cái mặt cùng màu. Ví dụ đây là xanh thì cái mặt xanh dương nó không thể nằm đây, nó không thể nằm đây, vì nằm đây thì nó sẽ gần cái mặt xanh dương này, cho nên mặt xanh dương này phải nằm đây. Cho nên bạn thấy giả sử mặt đỏ này thì không tìm thấy mặt đỏ nằm gần đây, nó phải nằm chỗ khác. À, mặt đỏ nằm tuốt bên này, mặt lớn đỏ, mặt nhỏ đỏ. Cho nên mình dựa vào cái tính chất đó, lát nữa mình sẽ tìm cái viên. À, ví dụ bây giờ tính chất của nó là màu trắng ở đây thì màu cam nó nằm đối diện cái màu cam này, thì lát nữa mình dùng cái đó để mình biết. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow lên và giải thử. À, cái viên này nó có một cái berity. À, berity đó nó xuất hiện cũng rất là nhiều, nó xuất hiện cỡ 50%. Thì hy vọng lát nữa chúng ta gặp cái berity đó để mình giới thiệu cho nó dễ. À, zoom lên thử. Cái zoom lên không quen á, chúng ta nhìn nó rối. Rồi mình zoom lên lởm chởm ha. Bên một bên cho nó lởm chởm. Rồi, tạm thời như vậy là chúng ta sẽ giải thử ha. Trước tiên là chúng ta phải giải lởm chởm. Giải lởm chởm này thì chúng ta phải mò thôi. Coi cái đường nó đi vô rồi từ từ đưa ra, chứ nó không có công thức nào hết. Mình kiếm cách mình xoay nó lại cho nó. Mình xếp nó vô thôi. Thì đây là cái bước đầu tiên, chúng ta xếp nó là vô. Giải lởm chởm xếp nó vô.
Đó này sao đây? Vào rồi các bạn. Đó. Chúng ta đã giải xong, đưa nó về cái hình trạng ban đầu. Giờ bước tiếp theo, bước số 2 là chúng ta giải các cái cạnh này. Giải cạnh này cũng dễ. Bây giờ mình chọn mặt trắng đi. Đây có một cái trắng rồi. Giờ mình dùng cái đường này nè để mình đưa các trắng về. Đây nó có một cái trắng, hai cái trắng. Giờ mình đưa một cái trắng ở đây nữa để xong cái mặt lớn, ba cái viên màu trắng của cạnh. Đây, nó đây. Thì đem viên này vô đây. Tới, tới, lùi, lùi, đó, nó vô, rồi xoay nó lại. Vậy ta có ba cái viên trắng ở đây. Rồi tiếp theo, mình muốn làm viên nào thì mình phải lần theo cái đường này. Giả sử trắng ở đây thì cam phải ở đây, một cái cam ở đây. Nhưng mà có hai cái cam, không biết cái cam nào, mình cứ để một cái cam lên trước cái đã. Đây, cam xanh. Có cái cam xanh, thì mình đưa cam xanh lên đây ha. Là tới, tới, lùi, lùi. Đó. Và xoay lại thì cam xanh ai đây vô tình cái xanh và xám thì nó trùng với cái này. Trường hợp bạn đưa lật nhầm, giả sử bạn đưa nhầm mà bạn không biết cái cam nào thì bạn đưa nhầm cái cam khác lên đây. Giả sử mình kiếm cái cam khác, một cái đường cam khác ở đây, cam tím nè, giả sử như vậy. Giả sử bạn đi tới đây bạn thấy à, cái màu trắng cái này mình đem đi đâu mất rồi. Đây, màu trắng này. Đây, cái sự màu trắng mình về. Mình có cái cam này, cam tím mình để vô đây. Thì bây giờ ở chỗ này nè, ở đây là mình có vô rồi, đây có vô rồi. Thì cái con còn lại chỗ này nó phải là tím, xám không? Nhưng bây giờ mình một cái tím nè, hai cái tím nè, cái tím vàng, rồi một ba cái cái tím cam, tím vàng, mình giữ tay ở đây, mình kiếm một cái tím nữa đây, tím xanh. Thì có ba cái tím đã hết rồi. Cho nên là không thể nào đưa cái con này vô đây được, thì mình phải đổi cái con này là con cam khác chứ không phải là cam tím. Thì cam khác chính là cam xanh. Rồi đi vô. Thì cam xanh này nó sẽ có cái xanh xanh dương á, nó sẽ có xanh dương với xám. Thì mình đưa xanh dương với xám vô. Này. Vậy mình làm thành hoàn xong cái này, thì mình quay một này lại. Thì cái mặt này là trắng xong, giờ mặt này là phải xám, hai con xám rồi, còn một con xám ở đây nè. Đây, xám ở đây, không phải, còn nó còn cánh. Trên này có xám mà không có xám, qua đây. Ở đây xanh dương, kiếm xanh dương, có xanh dương rồi. Quay qua, này. Đưa xanh dương này xuống đây. Xuống, xuống, là xanh dương. Tiếp, mặt này là mặt cam, kiếm này có cam không? Không có, đi qua đây kiếm tiếp. Không có cam thì qua đây. Này xám, còn xám lên đây nè. Rồi. Mình đưa cái xám này vô. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi, xám, trắng, cam. Cam lúc này nó lên rồi đó, cam. Mình đưa cam vô. Xuống, xuống, lên, lên. Rồi, ở trên này. Bây giờ ở trên này thì bạn làm sao còn 4 viên này thôi cho nó vào. 4 viên này cho nó vào thì các bạn có thể dùng xuống xuống lên lên khi nãy cũng được. Còn không thì mình dùng cái công thức như 3 x 3 đó, mình di chuyển ba cái cạnh. Thì bây giờ mình phải làm cho một cái cạnh đúng để mà ba cạnh sai thì mới làm được cái chuyện đó, mình xoay cho nó đúng chỗ. Bây giờ ở đây là tím. Mặt này tím, mặt này vàng. À, cái này cố định rồi, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, vậy mặt này tím, mặt này vàng. Thì tím vàng mình đưa vô đây. Tím vàng. Tím vàng đây. Cái này đúng vị trí luôn. À, tím xanh. À, xanh đỏ. Và đỏ vàng gì đúng vị trí luôn. Còn không đúng thì bạn dùng cái công thức khi nãy á. À, mình quay về nè, quay lại, lật lại, rồi lật lại. Còn ba
Còn cái bốn con này là đúng vị trí luôn. Còn nếu không đúng thì bạn dùng cái công thức khi nãy mình nói là R U R U R U U R đó, nó di chuyển 3 viên nè. Nhưng mình làm cái nữa nữa dài R U R U R U U R R R U R U R U U R đó. Vậy là các bạn xem tất cả các mặt đều đã đủ có ba cái cạnh rồi. Mình phân biệt cạnh là cái hai cái mặt nó lớn bằng nhau á, còn cái lớn mà cái bé này là không phải. Rồi chúng ta đã xong giai đoạn thứ hai, đó là giải giải các cái cạnh. Bây giờ chuyện còn lại là chúng ta giải cánh thôi. Giải cánh thì ta dùng mặt trắng làm này ha. Thì khi nãy mình nói đây là màu cam, đây là mặt trắng. Thì ta đưa cái trắng cam vô, giả sử đây trắng cam này. Cái trắng cam này nó có 3 vị trí, nó vô 1, 2, 3. Nó vào đây thì nó sát cái mặt cam không được. Nó vào đây thì nó cũng gần cái mặt cam cũng không được. Vì nó phải còn một vị trí là chỗ này thôi. Chỉ có chỗ này thôi. Thì mình đưa cái cam này vào đây. Đây, cái cam này nó vào đây. Thì mình giao điểm giữa con này, cái điểm này là điểm chính giữa. Thì con này thì muốn gì vào đây thì mình tới con này tới đây. Con này sẽ tới đây. Con này sẽ về đây. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Vậy chúng ta đã có một viên. Viên này là viên trắng cam. Rồi bây giờ mình đã biết được các viên còn lại là viên nào rồi. Đây là trắng cam, vậy cái đây là phải là xám cam rồi. Cái này là đỏ cam này, cái này là xanh lá cam. Thôi mình để đó, lát mình tính tiếp, mình làm luôn xong cái mặt trắng là tính. Mặt trắng nó còn hai viên nữa là trắng vàng và trắng xanh. À, trắng xanh đây, trắng xanh lá, trắng xanh dương. Giả sử trắng vàng nó còn hai vị trí, chỗ này là chỗ này, mình đưa chỗ này không? Được. À, không có màu vàng gần đây, mình đưa vô chỗ này luôn, được. Không có màu vàng gần đây, vậy thì không biết là đưa vô chỗ nào, thì còn lại cái trắng xanh mình đưa vô. Nếu trắng xanh mình đưa vô đây à, thì nó trùng với trắng xanh dương ở đây không được, vì nó chỉ có một vị trí chỗ này thôi. Vậy là trắng xanh dương nó vào đây, trắng dương vào đây, nhưng mà nó nằm lệch bên này, nó không vào vị trí ở đây, thì mình set up nó, mình đưa cái trắng xanh dương mình tạm thời mình set up lên này, rồi mình đẩy nó vào, đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi, trả nó lại. Khi trả nó lại, bạn xem mấy cái cạnh này nè là trúng là được rồi, vào. Vậy còn lại là trắng vàng nó nằm đây. À, trắng vàng nằm tuốt dưới này. À, vậy mình muốn trắng vàng nó nằm vô đây. Vậy thì mình cho trắng vàng nó chạy lên đây đi. À, nó lên đây rồi tính. Đấy. À, cho trắng vàng nó lên chỗ nào đây. Ừ, trắng vàng cho nó lên đây đi. Đây, trắng vàng lên đây thì mình cho nó vào này, thì trắng vàng nó tới đây rồi nó xuống đây, vậy đem cái chỗ này qua để hứng đó. Tới tới lùi lùi rồi trả lại. Rồi khi nãy mình vặn cái nào lên, mình vặn cái này nó đâu, mình coi cái mặt nào đây, cái mặt nó không đúng à. Xong vậy mình xong cái mặt trắng. Thì bây giờ các cái chỗ này, các viên còn lại đây là mình biết chắc chắn là viên gì rồi, mình chỉ cần làm vào thôi. Ví dụ đây cái mặt cam đi, thì đây có cam đỏ nó vào rồi nè, vậy cái chỗ này là xám cam, mình kiếm cái xám cam đây, xám cam nằm bên này. Xám cam nằm bên này là mình muốn chuyển nó qua đây, thì con này nó sẽ xuống dưới đây. À, vì mình muốn cái giao điểm nó nằm chỗ này mà, vậy mình đưa cái màu xám nó qua đây một cái, setup nó qua, còn bên này giao điểm nó nằm chỗ này, setup nó qua đây một cái, rồi tới tới lùi lùi rồi trả lại, bên nào sau thì trả trước, bên nào trước thì trả sau. Chúng ta có xám cam. Bây giờ còn một viên nữa là con xanh lá cam. À, lá cam. Kiếm cái lá cam. Lá trắng, lá cam đây. Lá cam này muốn lên đây. Mà lá cam này nó lên trên này thì đem con này qua hứng. Rồi.
tới tới lùi lùi cả lại. Thì chúng ta đã xong cái mặt này rồi, tiếp cái mặt nhỏ của cái này. Thì con này mình biết là cam dương này, này lá dương này, cái này là tím dương này. Đây tím dương đây, lá dương đây, mình cho cái lá dương này vào đây ha, lá dương này vào đây thì đem con này qua đây hứng. Rồi. Tới tới lùi lùi rồi, trả lại. À, cái con tím dương nằm đây mình để đây cuối cùng đi, mình muốn con cam dương đây, cam dương đây, cam dương, cam dương nằm đây thì mình lấy điểm này điểm chung đi, mình cho này nhảy qua đây. À, phải không? Con này, con này xuống đây không, không con này không xuống, nó phải qua đây nó mới xuống, vậy mình setup nó xuống đây. Đấy. Đấy. Lùi lùi rồi trả lại nha. Rồi chúng ta còn con cuối cùng tím dương lên đây. Đấy. Vậy là xong cái mặt này nữa. Đó, được hai cái mặt nhỏ rồi. Giờ tiếp theo. Rồi mình biết đây luôn. Đây là xám vàng. Đây là cam vàng. À, đây là dương vàng. Đây xám vàng đây. Xám vàng nằm đây thì muốn cho lên đây. Để set up cái này qua trước. Qua bên này đứng. Set up này qua này đứng. Rồi. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Đó. Vô. Trả lại. Trả lại. Đây cam vàng, cam vàng thì nó vào đây, thì đem nó lên trên này, xoay lên, đem này qua để hứng. Rồi. Tới tới lùi lùi trả lại, và cái này trả lại. Còn một viên là dương, dương vàng. Dương lá, dương vàng nằm ở đây, dương vàng nằm ở đây, tạm thời mình đưa nó lên trên này. Rồi. Vì mà dương vàng muốn vào đây thì dương vàng phải lên trên này. Rồi. Tới tới lùi. Rồi. Rồi trả lại, xoay lại. Vì chúng ta đã làm xong ba mặt nhỏ xung quanh cái mặt lớn trắng này. Vì những con còn lại đây mình biết nó là con gì luôn. Con này chắc chắn là con xám. Tại còn có một con xám duy nhất là, thì con này phải vô đây. Thì mình biết cái mặt này mặt màu xanh lá. Tại đây màu xanh lá nè. Ví dụ như bên này. Mình biết này là mặt đỏ. Tại vì đây còn một con cam cuối cùng. Mà đây gọi là cam đỏ. Cam đỏ vô đây thì mình biết đây là mặt đỏ. Đó, mình chỉ chọn một màu thôi. Mình đưa vô là mình biết rồi. Thì bây giờ chọn đại cái màu cam này ha. Đưa màu cam này vô. Muốn đưa màu cam vô đây thì trước tiên phải lấy cái màu cam ra, xoay qua đây để đẩy nó xuống đây nè. Tới tới lùi lùi rồi trả lại. Đó. Rồi bây giờ màu cam này ở đây thì muốn vô trong này thì đem cái mặt cam này qua hướng. Rồi tới tới lùi lùi rồi trả lại. Thì chúng ta đã xong mặt cam. Vậy ta biết mặt này là mặt đỏ rồi. Mặt nhỏ này là đỏ rồi. Đây, đỏ, dương, nó phải qua đây. Thì mình đem cái đỏ dương này ra. Đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi, trả lại. Đỏ dương nằm đây. Đỏ dương muốn vào đây. Thì đem cái chỗ này qua đây hứng. Đấy, đấy, lùi, lùi. Cái đỏ tím nó vào đây. Vậy đem cái đỏ tím này lên đây để. Cái tím đỏ. Rồi đem cái tím đỏ qua hướng. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Trả về. Rồi trả về. Còn cái đỏ cuối cùng là cái vàng đỏ. Cái vàng đỏ nằm đây. Vậy mình đưa nó vào đây. Rồi. Tới. Tới. Lùi. Trả lại. Vậy như vậy chúng ta làm xong một cái nữa.
mà làm xong cái thứ tư thì cái này còn có lại có hai chỗ à, chỉ có hai chỗ này thôi. Vậy mình lấy cái chỗ này làm cái chỗ mồi, cái điểm tạm để mình di chuyển hai cái này cho xong. Vậy thì mặt bên này mặt màu gì? Đây còn cái màu tím mà, thì có cái tím mà tím đây, tím trắng thì mặt này màu trắng rồi, thì mặt này phải màu xanh dương và xanh lá. Giờ mình giải mặt trắng cho xong ha, mà tím trắng, đây là vàng trắng, đây có lá trắng này, à, có à, lá trắng, mình đưa cái lá trắng vào đây đi, đem cái lá trắng này lên hướng kết quả, tới, tới, lùi, lùi, rồi trả về, ta được cái lá trắng, ta giải xong cái mặt trắng này, rồi ở đây có tím trắng, đỏ trắng, mình đưa cái đỏ trắng vào đây ha, đem cái đỏ trắng này qua để, đem cái đỏ trắng còn qua đây để hứng, rồi tới, tới, lùi, lùi, trả lại. Rồi, trả lại. Nè, ta có đỏ trắng. Mình đưa cái vàng trắng vô đây luôn. À, để đem cái vàng trắng này qua đây hơn. Vàng trắng này xuống nè. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, trả lại. Cái này còn một viên thì mình để đó. Mình giải bên này. Bên này là phải xanh lá. Đây có xanh lá đúng rồi. Ở đây là màu xám lá nằm đây. Thì mình đưa xám lá ra. Đấy, đấy, lùi, lùi, rồi trả lại. Xám lá đây, mình đưa xám lá vào đây hứng, hãy đem cái này lên đây hứng. Đấy, vào lại, đấy, đấy, lùi, lùi, rồi trả lại. Thì đó, các bạn thấy mình đã giải xong. Nhưng vào đây, đây chính là trường hợp đặc biệt cái Beretti của chúng ta. Chúng ta di chuyển một lần là ba cái viên cánh. Nhưng bây giờ còn có hai cái viên cánh nè. Giờ phải làm sao? Thì nó có nhiều cách giải. Cái cách giải có những cách giải phải dùng cái double chumlin á, lật cạnh nó nhiều. Nhưng bây giờ mình không có thích xài cái cách đó. Bây giờ mình xài cách này. Bây giờ hai cái này sai, có nghĩa là mình đi sai cái vị trí màu. Cho nên là mình đẩy cái này qua một bước. À, để cái này làm đỉnh nè, cái này làm cái mặt trên, đẩy cái này qua. Và ở dưới này cũng nhảy qua một bước. Thì đó. Thì có nghĩa bạn thấy cái vòng giữa không? Vòng giữa thì mình phải mu di chuyển cái vòng giữa này qua một vòng là nó về lại là đúng, di chuyển vòng giữa này qua một vòng. Vậy thì con vàng này phải qua đây, con vàng này phải qua đây và con xanh lá này phải qua đây, xanh lá này qua đây, con vàng này qua đây. Và bây giờ mình sẽ đưa con vàng này qua đây trước bằng cách di chuyển là đưa con vàng qua đây, con đỏ lá nó sẽ qua bên này và con xám trắng nó sẽ qua bên này. Bằng cách là tới, tới, lùi, lùi. Đó, vàng qua, quay lại. Mình giải cho đúng cái cạnh, rồi lát nữa mình giải lại các cánh, coi như là giải lại từ đầu. Rồi. Vàng nó qua, thì mặt này mặt đỏ đúng rồi. Đó, đỏ. Rồi tới đây. Cái mặt xám qua đây, cái mặt này qua đây. Vậy là phải đổi hai con này cho nhau. À, cũng còn hai viên thôi. Thì lúc này chúng ta có thể dùng cái công thức khi nãy mình nói để mình đưa cho bốn viên này, cái mặt như này đúng rồi. Bốn viên mình chỉ cần sửa đổi bốn viên này là xong. Giờ mình dùng cái RURIO chuyển qua đây. Tới cái đang đang có hai đúng nè, cái này hai sai nè. Giờ mình chuyển qua đây để nó thành ba, một đúng ba sai. RURIO R U U R. Rồi. Giờ mình chọn một cái mặt luôn. Mặt này là phải là mặt. Này xám qua đây. Xám trắng. Mặt này phải là mặt xám, con này phải là xám trắng, à, xám trắng đúng con này, vậy con này sai, con này cam, à, vậy thì cam xanh này phải qua đây, xám trắng này qua đây, con này xuống đây, vậy mình để đây được rồi, mình giữ lại con này, à, quay lại đây cho các bạn thấy dễ nè, đó, trắng này xám, R U R U R U U R.
Rồi, đã đúng, xoay lại. Vậy chúng ta đã đúng nè. Mặt trắng nè, mặt xám nè, 1, 2, 3 nè. Xanh nè, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, trên này vàng đúng nè, đỏ đúng nè, xanh đúng và tím đúng. Vậy là chúng ta đã xong. Vậy chúng ta đã xong chuyển lại các cái cạnh. Bây giờ ta giải lại cái cánh như khi nãy. Có một số cánh nó vả vào đúng rồi. Bây giờ chỗ này xanh là xanh đúng rồi nè. Bây giờ mặt cam ở đây, mặt cam lớn ở đây thì cam nhỏ nằm đây. Viền quê đây thì chỗ này là phải là trắng lớn cam nhỏ là đây, viền này. Viền đã dính vô đây rồi. Giờ mình phải lấy ra làm sao? Mình lấy viền này ra. Lấy viền này ra thì bị ảnh hưởng ở đây. Để mình đưa cái viền này lên hứng này. Chỗ này nó bị sai nè, chứ còn chỗ này nó đang đúng á, sai nó uổng. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi đem cái này qua hướng. Đây là trắng cam vô đây. Trắng cam nè. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi trả lại. Trắng này lại luôn. Rồi. Trắng cam. Vậy cái này vô đây. Cái này là phải là xám cam. Cho nó vô đây. Cho cái này vô đây. Thì muốn vô phải lấy nó ra để tiếp tục làm như thế tiếp. Ngoài đây hơn. Đây mình đây rồi. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi. Trả lại sao quên à? Trả lại. Bạn coi cái cạnh này để trả lại. Trả lại xong. Vậy là cái xám cam nó nằm đây. Mình muốn xám cam nó vô đây. Vậy phải đem nó lên lại nè. Rồi đem này qua đây hứng. Rồi. Rồi. Lùi. Lùi. Rồi xám cam nó vô. Trả lại. Trả lại. Ở đây là xanh lá cam. Lá cam nằm dưới này. Giờ mình đem nó lên. Đem lên đây thì muốn vào đây thì phải đưa cái này lên đây. Rồi đưa cái này qua hướng. Rồi để muốn hờ sợ hư cái này, chuyển này lên. Lát nữa nhớ trả về ha. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi trả lại. Nếu không, bạn không có làm như mình thì bạn chuyển về từ từ, chứ setup nhiều lần dễ quên. Rồi, còn đây là đỏ và cam. Đỏ cam nằm đây. Rồi lại tiếp tục đưa lên. Đỏ cam. Vậy đưa đỏ cam lên trên này. 1, 2. Đưa cái này qua đây hứng. Cho nó hứng vô cái chỗ sai. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi, trả lại. Trả lại, xoay lại. Thì chúng ta xong một mặt này, đã tiếp tục qua này. Mặt này là mặt trắng vàng, à, trắng vàng đây. Con này phải vô đây. Tại vì cam nằm đây rồi, dương nằm đây xong rồi, thì còn đây là vàng thôi. Trắng vàng, trắng vàng ở đâu? Trắng vàng nó lọt tút bên này. Rồi bây giờ mình đưa trắng vàng lên đi ha. Khỏi phải setup, đưa trắng vàng lên đây, chỗ này có chỗ trống nè. Tới. Tới. Lùi, lùi, khỏi phải setup. Setup dễ quên. Rồi, mình đưa trắng vàng vô đây. Vậy thì đưa trắng vàng lên đây đứng chờ. Đưa cái trắng vàng đây qua hướng cái chỗ nó vào. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi, trả lại. Trả lại. Tiếp tục, đây có con vàng, cam vàng nó phải qua đây. Và cái xám vàng nó phải lên đây. Vì mình đưa cái xám vàng lên trước ha. Xám vàng lên nè.
đưa cái xám vàng qua hướng đây, đây, lùi, lùi, rồi trả về, trả về. Còn cái vàng đây, cam vàng, đem cam vàng qua đây hướng đây, đây, lùi, lùi, trả lại. Rồi còn cái xanh vàng đưa lên luôn. Đấy, đấy, lùi, lùi. Vậy ta xong mặt này. Và tiếp tục, bây giờ ta chọn một màu là mình biết được cái mặt kia. Bây giờ ta chọn màu xám đi, hay là màu gì cho nó gần gần. Một cam, màu cam thì nằm tuốt bên này. Rồi, cũng được. Mình chọn màu cam ha. Đưa cái màu cam này vô đây. Cam lên đây, giữ cái này qua đây hết. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi trả lại. Okay. Vậy ta biết mặt này mặt đỏ. Vậy ta còn ba cái chùm này thôi, ba cái chùm này thôi, ba cái mặt nhỏ này. Rồi ta di chuyển trong ba cái mặt nhỏ này, ta để cái mặt chính giữa lên đây và ta làm thôi. Giờ ta làm xong hai bên này đi ha, hai bên này. Vậy đây là đỏ rồi, đây là tím đỏ chắc. Tím đỏ đây, đem tím đỏ lên. Rồi đem qua để hứng, đẩy tím đỏ vô. Tới, tới, lùi, lùi, trả lại, trả lại. Xong cái tím đỏ. Đây là dương đỏ, dương đỏ nằm đây. Vậy đem dương đỏ lên đây, để đem cái chỗ này qua hướng. Đấy, đấy, lùi, lùi, trả lại, trả lại. À, cái này xong rồi. Còn một cái mình để đây, mình làm cái chỗ để di chuyển, làm cái mồi. Giờ mình sửa bên này. Sửa bên này thì còn con tím thôi, còn bên này thì chỉ còn con xanh dương thôi. Bây giờ con tím đây, tím vô đây thì mình biết tím đây là đây còn một tím. Vậy mình biết mặt này mặt trắng là đây trắng nè. Vậy mặt này màu trắng, mặt này màu trắng thì ở đây có đỏ, bên này có nào trắng không? Đây có vàng trắng, mình đẩy cái vàng trắng vô đây nha. Rồi mình đưa cái vàng trắng lên, là đưa cái vàng trắng này lên để hứng. À, cái mặt màu vàng trả lại. Mình xin lỗi, mặt này mặt xanh chứ. À, mình nhầm ở đâu vậy? À, không không, đúng rồi nè, mình đang đưa lên hứng. À, đang đúng. Cái vàng trắng, mình đem cái vàng trắng này lên đây. Rồi đem cái này cần cái hứng nè, cần hứng vàng trắng này vào đây. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi trả lại. Rồi trả lại. Cho vàng trắng. Ta làm tiếp hai cái viên này cho xong. Đỏ trắng nằm đây rồi. Bây giờ xanh trắng, xanh trắng ở đây. Thì đem xanh trắng này lên để hướng. Đấy, đấy, lùi, lùi. Đấy, đấy. Cái này là đỏ trắng. Đỏ trắng nó nằm đây rồi. Giờ mình lấy đỏ trắng này ra để lên này đi. Đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi đem cái này lên để hướng cái đỏ trắng. Đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi trả lại. Giờ này cũng còn một viên à, đây còn một viên. Giờ mình làm bên này cho xong. Bên nào nhiều thì mình để lại còn một viên. Vậy cái này là xanh lá chắc rồi, cái này đúng rồi. Bây giờ xanh lá xám, xanh lá xám nằm đây. Vậy đem này lên đây hướng. Rồi đẩy nó vô. Đấy, đấy, lùi, lùi, trả lại. Vậy tiếp cái này, cái này là vàng xanh lá, còn đỏ xanh lá nằm đây. À, giờ mình cho cái đỏ xanh lá vô đây, có đỏ xanh lá nè, mình đem đỏ xanh lá này vào. Rồi giờ mình đẩy cái này vô, cho cái này qua đây, cái này sẽ lọt vào đây. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi trả lại. Rồi giờ mình còn ba viên à, là chúng ta đã giải xong. Để đem con này lên đây để hứng vị trí. Giờ mình đi đường nào. À, con này là đỏ vàng thì đem lên đây, con này sẽ nhảy qua đây, con này sẽ về đây là xong. Đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi trả lại, chúng ta đã giải xong. Đó, vậy là chúng ta đã giải xong con gem 10. À, con này nó đi dài thôi nhưng mà cũng là khá đơn giản, không có gì khó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hoàn toàn không dùng công thức gì nhiều.